Sau hơn 9 tháng phát động và triển khai hoạt động xét chọn, Bộ Công Thương đã công nhận 124 doanh nghiệp với tổng số 283 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của chính phủ nhằm xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Đây là năm thứ 17 chương trình được tổ chức. Năm 2020, Đà Nẵng có 3 doanh nghiệp đạt danh hiệu này gồm Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ với các sản phẩm áo sơ mi, quần kaki nam, veston Marimen, Công ty Cổ phần Dược Danafa sản xuất đông dược, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng sản xuất kinh doanh xâm lớp cao su và các sản phẩm từ cao su. Như vậy, so với năm 2018, năm nay cả nước đã có thêm 27 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đây là minh chứng cho sức hút và tầm ảnh hưởng của chương trình đối với doanh nghiệp trong việc xúc tiến, xuất nhập khẩu, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cũng như phát triển thị trường nội địa. Dự kiến lễ công bố các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 tại Hà Nội.